Đây là đề thi toán kinh tế trong cái cuộc thi tuyển sinh cao học năm 2015 vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích về cái cấu trúc của đề thi. Cái đề thi sẽ gồm có hai phần. Phần đầu tiên là phần toán cơ sở. Phần toán cơ sở thì nó gồm có 3 bài tập. Và nó sẽ bao gồm có hai phần kiến thức, đấy là phần kiến thức toán cao cấp 1 và phần kiến thức toán cao cấp 2. Cụ thể thì các bạn có thể theo dõi là đây chính là 3 bài tập. Câu 1 và câu 2 là kiến thức toán cao cấp 2, còn đến câu 3 lúc này nó sẽ là kiến thức toán cao cấp 1. Và tiếp theo thì chúng ta có cái phần thứ hai. Phần thứ hai thì là phần thống kê toán. Trong phần thống kê toán thì nó sẽ có cũng gồm 3 câu hỏi, và nó sẽ bao gồm là chọn cái phần, nó sẽ có cái phần suy diễn này, kiến thức phần suy diễn, kiến thức của phần khoảng ước lượng các khoản tin cậy, và thứ ba là kiến thức của phần kiểm định. Và có một cái câu hỏi phụ, đấy là câu hỏi 6. Thì câu hỏi 6 này chính là cái câu để lấy điểm 10. Thì nó sẽ là cái bài toán mà xung quanh cái vấn đề về thống kê toán. Ở đây thì chúng ta nhận định một chút về cái đề thi toán kinh tế này. So với cả đề thi năm ngoái, tức là năm 2014, thì cái đề thi toán kinh tế năm nay chỉ có thời gian làm bài là 120 phút, năm ngoái thì là 180 phút. Do đó mà các dạng bài toán rất là cơ bản và các câu tính toán thì không quá khó. Ở đây ta có thể thấy phần toán cơ sở, nếu mà chỉ học chắc được các dạng bài thì phần toán cơ sở này có thể làm rất là dễ dàng. Và cái phần thống kê toán thì nó cũng ra vào những câu rất là dễ. Thì tuy nhiên thì nó sẽ có hai câu có thể lấy điểm 10, đấy là câu B của 4 và câu 6 sẽ là những bài thi để lấy điểm 10. Thì, chúng ta sẽ đi vào từng cái dạng bài tập 1 để chúng ta nghiên cứu. Cái phần đầu tiên là câu 1. Phần toán cơ sở, trong câu 1 thì chúng ta có được cái hàm cung ngược và hàm cầu ngược. Khi đó chúng ta sẽ tính được cái mức giá cân bằng cực kỳ đơn giản, bằng cách là chúng ta sẽ đi giải một cái hệ phương trình cân bằng cung cầu P bằng QS bình cộng 14, và P tiếp theo là hàm cầu nó 174 trừ 6QD. Tuy nhiên thì trong cái việc cân bằng cung cầu thì ta có QS bằng QD, nên khi mà chúng ta giải hệ phương trình ra thì chúng ta có được cái phương trình là Q bình cộng với là 6Q mà trừ đi 160, và giải ra ta thu được hai nghiệm, đấy là Q bằng 10 và Q bằng trừ 16. Thì chúng ta sẽ loại giá trị Q bằng trừ 16, nó mang giá trị âm. Thì trong trường hợp với Q bằng 10 và thì chúng ta có thể tính được cái mức giá cân bằng P sao. Lúc này ta thay vào công thức của hàm cung và hàm cầu ngược, chúng ta sẽ có được là P sao lúc này bằng 114. Như vậy là câu 1 thì chúng ta lấy được một điểm cực kỳ dễ dàng. Tiếp đó chúng ta đến câu 2. Mà câu 2 này cũng là một câu khá là dễ. Các bạn, chúng ta phải nắm được các công thức tính doanh thu của hãng. Thì doanh thu chính bằng giá mà nhân với sản lượng x. Giá P thì ta có được doanh thu lúc này bằng P nhân x, và chúng ta sẽ có được nó sẽ bằng 1000 x mà chia cho 0,3, tức là nhân x bình phương mà cộng với 8. Từ đó chúng ta có thể có được cái doanh thu cận biên, nó chính là đạo hàm của hàm doanh thu mà theo cái biến sản lượng x, và chúng ta ra được hàm doanh thu cận biên. Và khi đó thì doanh thu cận biên tại 4 đơn vị sản phẩm, tức là khi mà hãng sản xuất 4 đơn vị sản phẩm ấy, thì ta có mức doanh thu cận biên, chúng ta thay vào hàm thì chúng ta tính ra được cái doanh thu cận biên của hàm lúc này nó sẽ là 19,53125.